Dạ chào anh. Anh có thể giới thiệu anh tên gì? Nhưng tên là Lê Văn Minh ấy. Anh Minh. Anh Minh là quê quán ở đâu đây? Quê ở Thanh Hóa. Xa. Hiện tại thì chắc là anh Minh đang sinh sống và lập nghiệp tại khu vực phía Nam đúng không ạ? Vâng. Anh đang sinh sống và làm việc tại tỉnh nào? Ở tỉnh Bình Dương ạ. Bình Dương. Hôm nay anh Minh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đấy? Trên nhờ hiệp sĩ Anh Minh nói to tìm lên giúp em tìm nhé. tìm con gái ạ. Tìm con gái đúng Vâng, không ạ? Con gái anh họ tên đầy đủ là gì? Lê Phương Trinh ạ. Bé nhiêu tuổi rồi anh trai? Bé gần được 15 tuổi. Gần 15 tuổi. Bé sao bỏ nhà đi đây anh? Cũng không biết tại sao nữa. Bé bỏ nhà đi ngày nào đấy anh trai? Bỏ đi chiều hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 11 2024 ạ. Ngày 30 tháng 11. Hiện tại hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 rồi. Vâng. Lý do gì con nhà mình bỏ nhà đi anh biết không? Cũng không biết lý do gì. Hôm đấy là vào khung giờ nào? Buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều á? Buổi chiều Khoảng mấy giờ anh? gần gần 4 giờ. Gần 4 giờ là con nhà mình đi. Con đi. Khi con nhà mình đi thì mang theo những thứ gì đi? Nói chung không có căn cước công dân gì đi, chỉ có chắc là mang quần đồ quần áo đi thôi. Vậy là có quần áo. Quần áo thôi. Không có không giấy giấy tờ tùy thân ạ. Có đi theo à, có đi bằng phương tiện gì không? Không đi Vậy là ai tới có đón con gái nhà mình đi? một con bé nữa, bé nó nói là tên, nó là tên Lý ở Cà Mau ạ. Bé đó mối quan hệ như thế nào với con nhà mình? Nó chỉ quen trên mạng trên TikTok. Con trên TikTok hả anh? Con gái nhà mình còn đi học không anh trai? Nghỉ rồi, Học hay lớp mấy đây? học hết lớp 7 ạ. Ôi trời đất ơi, sao nghỉ sớm vậy? Thì hai vợ chồng cô trong này làm không có ai quán xuyến thôi, bé nghỉ rồi. Không ai quan xuyến là bé nghỉ hả? Bé ở nhà, Anh à, bé ở ngoài quê. bé ở ngoài quê sau vô đây với bố mẹ luôn là nghỉ học, Sao ngày xưa mình vào đây mình không mang theo con vào luôn? thì cũng thường là đi làm, nói chung là đi làm là về cuối năm là về đó, Dạ. cũng không mang luôn. Nếu mà để con ở nhà Vâng, là có ông bà nội, ông bà ngoại hoặc có là bà nội với là các bác ạ. vậy mà bé vẫn không Bé chịu học. không chịu học, xin đi 2 lần 3 lần, xin đi xin lại xin học. Vậy là cứ học rồi nghỉ rồi lại gia đình lại phải đi xin lại Đúng để rồi. nhập học. Xong Tính cách rồi con nhà mình như thế nào đấy anh trai? nó cũng thấy nó cũng bình thường, Có ngoan không anh? nó cũng hơi vướng Gọi là không được ngoan đúng không ạ? một Nếu xíu. ngoan thì lại không bỏ nhà đi rồi. Đúng rồi. Dạ. Con nhà mình cao mét mấy anh? Nó tầm cao mét 55 vậy đó. Nặng nhiêu ký anh trai? Nó khoảng gần 50 kg ấy. Gần 50 kg. Con nhà mình vào miền Nam lâu chưa? Cũng được 1 năm rồi. Vậy trong quá trình 1 năm đó con nhà mình làm gì? Cũng không làm gì, ở nhà giặt giũ cho bố mẹ nấu cơm. Vậy là ở nhà nội trợ đi. Chết. Gọi là dọn dẹp việc nhà, cơm nước đúng Đúng không ạ? rồi. Anh được mấy người con? Có một người, có một đứa con bé này. Duy nhất một Đúng cô con rồi. gái này. Đúng rồi. Trời đất ơi. Sao sao mình đẻ ít vậy? Nói chung là không đẻ Không đẻ được nữa. nữa. Dạ. Đúng Nhưng mà có một đứa mà bây giờ là ăn học chưa tới nơi tới chốn thì cái điều đó hơi buồn ha. rồi. Anh chị vào đây là làm công việc gì? Làm công nhân ạ. Làm công nhân ha. Hai vợ chồng cùng làm công nhân cùng công ty luôn. Mình có nhà trong này chưa? Chưa, ở Chưa. trọ. Vậy là mục đích chính vào đây là để lập nghiệp. Đúng rồi. Và Đúng cứ đầu năm đi thì cuối năm lại về. rồi. Về. Về sau lại tiếp tục đi ha. Đúng rồi. Có năm cũng không về, như năm ngoái không về thì cũng không có tiền, Kinh tế khó khăn không đúng tiền không ạ? khó khăn. Không riêng gì anh mà rất nhiều gia đình cũng xa quê nhưng mà chưa có cái điều kiện để về quê. Vâng. Thôi cái điều đó thì mình cũng cố gắng anh ha. Con nhà mình đi lần này á là có viết thư từ nhắn gửi gì cho bố mẹ Không không? không có thư từ gì, tắt nguồn điện thoại không liên lạc luôn, cả Trời đất ơi. Facebook cả Zalo. Gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an nơi mình tạm trú tạm vắng chưa? Cũng có báo rồi. Báo rồi đúng không ạ? Đúng. Cái bé kia đó là tới nhà mình lần nào chưa? Tới lần này lần thứ hai, nhưng mà lần trước là được 2 ngày. Tới lâu không anh? Tới ở được 2 ngày. Tới ở nhà mình 2 ngày. 2 ngày. Bé đó khoảng bao nhiêu tuổi anh trai? Bé nó còn, nó bảo 17 tuổi.
Nhưng mà tại sao nhà mình lại cho bé đó ở nhà mình? Thì tưởng là bạn con bé thì cho nó ở 1 2 ngày hoặc là ở bán nó về ở với gia đình nó đi. Mình có hỏi rằng là bé đó quê quán ở đâu, bố mẹ như thế nào không? Cái tình trạng Hỏi của bé ra sao không? bé nó cũng thấy bình thường, mà con bé này thì nó bảo là quê quán nó ở Cà Mau, nó lên theo bố mẹ nó cũng làm hồ ở trên thành phố, Em có à, anh có xem giấy tờ tùy thân không? cũng không xem ạ. Cái nhìn cái kiểu cách của bé nó, cách thức nói chuyện như thế nào, Nó cũng bình thường, không có, ngoan ngoãn không? cũng là ngoan ngoãn thôi. Nhưng mà nghe con bé này nói là không biết thân nói đúng hay là sai, thì nó nói là bố mẹ nó ép nó lấy chồng đấy, nhưng mà nó không thích, nó mới quen con bé ở nhà nó xuống theo, nó nói vậy. Đó là cái lý do, cái cớ thôi, mình chưa xác minh xác thực Đúng, được. đúng rồi. Bởi vì rất nhiều bé đi bụi anh, nhiều bé bỏ nhà đi ấy, thường thường là lấy ra những cái lý do, và những cái Đúng lý rồi. do đáng thương tội nghiệp để cho Đúng người rồi. khác người ta thương hại ấy. Rất nhiều trường hợp ở đây anh em đã ghi nhận rồi. Nhưng các bé mà anh em tìm về hỏi lý do sao mà bé bỏ nhà đi và lý do sao mà bé đến ở nhà bạn mà gia đình nhà bạn lại cho ở, thì các bé đều chia sẻ cái lý do rất là tội nghiệp và rất là đáng thương. Có bé thì nói là cha mẹ hắt hủi, cha mẹ đánh. Con bé thì nói là à, cha có gia đình mới, không có yêu thương, vân vân và vân vân, muôn vàn lý do. Còn bé ở nhà thì cũng không có chửi mắng gì, không có đánh đập gì. Nhưng mà đúng ra đó, là cái bé đầu tiên đến nhà mình á, mình chỉ cho chơi một chút nào đó thôi, rồi mình khuyên ngăn bé về, mình không thể thể giữ bé ở Khuyên nhưng mà lại. nó không về. Không về thì mình không cho ở luôn. Tại vì thứ nhất, nếu gia đình nhà mình mà chưa chấp á, Thì cái hôm đi á, bà là cũng khuyên con bé đó về đó. tại vì anh biết Xong sao không? Thứ nhất á, nếu gia đình nhà mình chưa chấp những cái bé chưa đủ tuổi á, là nhà mình đang vi phạm pháp luật đó. Bởi vì gia đình nhà mình cũng không có nghĩ sâu xa và cũng thấy như vậy rồi thương hại rồi cũng cho bé ở, muốn tốt cho bé thôi. đúng Lỡ như cái bé đó cũng trùng hợp với gia đình nhà người ta đang đi tìm, hoặc là bé đó bỏ đi bụi đó, có phải mình vậy là mình lại 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 sai không, đúng không? Vậy là theo như anh chia sẻ là chính xác là cái bé đó dẫn con nhà mình đi. đúng rồi. Hai đứa anh nhìn thấy có thân Dạ thiết quấn quýt bên nhau không? cũng thấy ở bình thường Vậy là ăn cơm nhà mình. ăn cơm. Bé đã cao độ khoảng mét mấy anh? Với nó cũng cao ngang hàng bé ở nhà nhưng mà mập hơn, Mập hơn. Về mập cái kiểu thì cách ăn nói, mắt tròn hơn, thần thái là anh quan sát được là bé đó thì cũng kiểu như kiểu cũng ngây thơ ngây thơ. thôi. Bây giờ là hai đứa bỏ đi. Biết bỏ đi Bé đến nhà anh bằng phương tiện gì? cũng không biết nữa. Hai vợ chồng đi làm về là có bé đó ở nhà rồi, Con nhà mình chia sẻ như thế nào với anh? cũng không có nói gì. Bà là nó nói bà là có con bé bạn quen ở trên mạng xuống chơi vậy thôi. Anh đang lo sợ điều gì đây? Đang lo sợ là không tìm được bé, sợ bé đi này nọ lung tung á, sợ cô bán này nọ á. Tức là anh vẫn sợ có Đúng thể rồi, là cái bạn kia đúng lên rồi, kế hoạch dụ dỗ con nhà mình đi, đúng rồi, và có thể là lừa bán vào đúng các rồi, cái quán trá đúng hình, rồi, đặc biệt là những cái quán nhạy cảm, đúng không ạ? đúng rồi. Rất sợ trường hợp Trước đấy. cái ngày 30 ấy, gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra không anh? Không có chuyện gì luôn. Thì hai vợ chồng cũng đi làm mà không có vấn đề Thường thường theo em nghĩ gì. như thế này này, nếu mà gia đình anh chị có một đứa con á, chắc chắn ba mẹ sẽ rất cưng chiều, Đúng rồi, đúng cũng không? cũng nên cưng chiều xíu. Cưng Vì chiều là chắc rồi, có một có đứa mình con. nó thôi. Và đôi khi có một đứa con thì nó cũng hay ương bướng lắm. Cha mẹ nói nó đâu nghe, bởi vì nó biết có mình nó Đúng rồi. mà. Hai hôm nay anh đã đi tìm con ở nơi nào rồi? Hai hôm nay thì hôm qua thì cứ đi vòng vòng trong thành phố, trong tỉnh Bình Dương mình Bình à? Dương, Bây nhưng giờ mình cũng xác định được cái phương hướng con nhà mình đi về hướng nào, phương nào chưa? cũng chưa xác định được phương hướng nào, Tất cả mà các mối quan hệ bạn bè là anh nắm bắt được không? Của bé. cũng không có nắm bắt rõ. Chỉ có con nghe tin con này là quê nó ở Cà Mau thôi. Khó đấy. Anh hãy nói một cái điều gì đó với con gái của anh đi, để hy vọng con gái của anh sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Bởi vì bé còn rất nhỏ, tuổi Vâng. đời mới có 15 tuổi. Anh tâm sự với con anh đi. Phúc Trinh, con ở đâu về với bố mẹ đi. Bố mẹ đang rất mong con á. Đừng có bỏ bố mẹ đi con.
Mẹ nhớ con lắm. Mấy hôm dài là vợ chồng anh đâu có đủ tinh thần tỉnh táo làm việc đâu Đúng đúng rồi. không? Bỏ hết công ăn việc làm. Anh hãy nói một cái điều gì đó, cái bé mà dẫn con gái nhà mình đi đi. Còn bé Lý kia mà đưa con gái của bác đi đâu thì mong cháu sẽ đưa bé nó về với hai bác đi. Hai bác mong bé Trình nó về lắm. Không cho muốn nó đi đâu đâu. Anh là người dân tộc phải không? Đúng rồi. À, mình dân tộc gì anh trai? Người dân tộc Thái. À, anh dân tộc Thái à? Vâng. Dạ. Hy vọng rằng là con gái xem được video này, thấy ba của con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì mong rằng con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Bởi vì bản thân con còn rất nhỏ, tuổi đời năm nay mới có chút xíu à, 15 tuổi à. Con biết gì đâu, ăn chưa no lo chưa tới mà con đi đâu đây? Con lỡ như con mà đi theo bạn bè hiện tại mà đang ham vui ham chơi với bạn bè mà con sợ ba mẹ về ba mẹ la thì con cứ về, ba mẹ sẽ không la dày gì con, sẽ bỏ qua hết cho con. Còn nếu thật sự tới giờ phút này á mà con đi ra bên ngoài con bị sập bẫy, có thể là cái người bạn hoặc cái người khác người ta dụ dỗ con, người ta đưa con vào làm những cái quán trá hình, những cái công việc vi phạm pháp luật, những công việc nhạy cảm mà họ không cho con về, thì con hãy thật bình tĩnh. Thứ nhất là con gọi về số đường dây nóng của các chú, các bác công an là 113. Sau đó thì con gọi về cho các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Thì các chú ngay lập tức có mặt kịp thời để mà giúp con quay trở về đoàn tụ với lại bố mẹ một cách an toàn nhất nha con gái. Còn hiện tại mà cái bạn nào mà đang chưa chấp bé, hoặc là ông bà chủ quán nào mà đang chưa chấp bé đã và là đang lên những cái kế hoạch, ý định mà bắt bé làm việc, đặc biệt là những công việc nhạy cảm, những công việc không tốt để mà kiếm tiền lợi ích cho bản thân, thì trong ngày hôm nay và trễ nhất là ngày mai phải đưa bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không đưa bé về, khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì mong rằng anh trai á, gia đình nhà mình phải bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự Được. việc. Bởi vì con nhà mình 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, mà anh biết rằng là nếu mà chữa chấp hoặc là tác động tác hại tới các bé đó thì cái khung hình phạt sẽ rất là cao. Nhẹ thì một vài năm, nặng là mười mấy năm. Luật có rồi, luật ban hành rồi, chạy đâu cho thoát. Nên mà mong rằng những ai đó mà đang chưa chấp bé thì không muốn dính líu tới pháp luật thì trong ngày hôm nay và trễ nhất ngày mai phải đưa bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không đưa bé về phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bây giờ á, con gái nhà mình đi theo bất kể ai là người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cho dù con gái nhà mình đồng ý và tình nguyện đi, bởi vì bé mới 15 tuổi mà, thì Chưa tất đủ cả ai tuổi. đang chứa chấp đều phải chịu trách nhiệm. Nên mong rằng cô chú anh chị nào hoặc các bạn bè nào của bé mà đang chứa chấp bé, mình chưa hiểu biết về pháp luật á, khi mình xem được video này thì mình đưa bé về để khỏi dính líu tới pháp luật nha. Bình thường là bé ở nhà là sử dụng điện thoại rất nhiều đúng không anh? Đúng rồi, Mình có thì kiểm tra được điện thoại của bé không? không, nó không có cho xem. Không cho xem. Nó cài mật khẩu hay như nào? Cũng không biết nữa với nó Ôi trời này đất ơi. làm kiểu Thường thường anh và mẹ của bé là ai hay tâm sự với con? thì mẹ nó thôi hay lên ngủ với nó nói chuyện với nó. Vậy là hai tâm sự. Bé dạo được gần đây anh có thấy cái dấu hiệu gì bất thường không? Cũng không thấy dấu hiệu gì mà thấy nó cũng bình thường. Nó bấm điện thoại liên tục, nó có chơi game không? Cái đó em không không cũng không Trời đất xem nữa. ơi, mình không quan tâm luôn hả? Không xem thì mình cũng đi làm việc về mình cũng mệt mệt, mình cũng không có lúc để xem tới Nhưng điện mà thoại em hỏi không. lại anh một lần nữa, trong cái thời gian gần đây cả bố và mẹ có ai la dầy gì bé không? Không có la rầy gì Có hết ai đánh đâu. đòn bé không? Không, không có không bao giờ đánh, từ nhỏ tới lớn không đánh rồi. Bé có hay đòi hỏi hoặc là xin bố mẹ đi uống trà sữa cà phê với bạn bè đi ra bên ngoài buổi tối không? Không có đòi hỏi cứ đi ra ngoài, nhưng mà xin uống trà sữa cà phê này nọ thì bố mẹ mua cho thôi. Còn trước giờ là chỉ có duy nhất một cái bạn tên Lý Đúng rồi, là ở tới nhà đúng mình và ở lại rồi 2 ngày. đúng rồi Sau vài ngày thì lại dẫn con nhà mình đi luôn. đúng rồi Anh khẳng khẳng định cái thông tin anh vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? đúng sự thật luôn ạ, Khu không vực nhà sai. mình có camera không? Vậy là những cái hình ảnh đó anh có ghi lại Chắc là camera ở trọ đó ghi lại đấy. không?
Xung quanh trọ nhà mình anh trọ nhiều phòng không? cũng 20 phòng. Có cái bạn trai nào mất tích không? Ở đấy có thanh niên không anh? Không có thanh niên. À, không có thanh niên. Con gái nhà mình khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo, xinh đấy. Chính vì cái điều đó mà đi ra bên ngoài rất sợ. Tuổi này, cái tuổi thật sự với anh em nói, cái tuổi này, cái tuổi hiếu động lắm, dễ bị cám dỗ lắm. Tuổi này suy nghĩ gọi là cứ tưởng tượng như bên ngoài màu hồng, đôi khi ở với cha mẹ, ở với bố mẹ quản lý hoặc thấy gò bó, không được tự do, nếu muốn bay muốn nhảy. Mà khi ra ngoài rồi nghe theo những cái lời ngon ngọt cám dỗ thì rồi là bị dụ dỗ này kia, gặp nhiều cái kết đắng lắm anh ạ. Con nhà mình trước giờ là có tình cảm với ai đó không? Không Không hả? Vậy bé này với Kim thì cách từng năm thì nó bảo là bố mẹ cho con xin được yêu được không, nhưng mà bố mẹ thì không, bảo là chưa, năm là con mới 14 đúng tuổi. rồi, chưa 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 đến tuổi yêu đương gì đâu con, bảo thế. Nhưng mà Xong cái lần rồi này á, lần này mối quan hệ á, theo như anh nghĩ là bé nhà mình với bé kia là tình bạn hay như thế nào? thì nghe nói cũng bạn thôi. Rồi cái sự việc của anh thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp anh cũng như gia đình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Hôm nay anh về đây anh nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái, đặc biệt con của anh là hôm nay mới 15 tuổi. Thì anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội Có ạ, không để có, tìm con gái anh về không ạ? đúng rồi, Anh đồng ý không ạ? đồng ý ạ, Dạ. đồng ý thoải mái, bởi vì mình đồng ý như thế mình mới tìm đến đây Ở đây là ạ. anh em là giúp tất cả mọi người là hoàn toàn miễn phí, và giúp là ai cần thì anh em mới giúp, còn ai không cần thì anh em không giúp nhá. Và giúp với cái mục đích chính là tìm con. Dạ. Tiện đây em cũng chia sẻ luôn với tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Em thường thường là những cái cuộc phỏng vấn tất cả các bậc phụ huynh, bậc làm cha làm mẹ về đây thì em sẽ bớt chút một vài phút để em chia sẻ về cái tình trạng hiện nay lừa đảo trên không gian mạng cũng như là việc nhẹ lương cao. Thì rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị xem cũng như là chia sẻ cho con em mình để tránh trường hợp con em mình sập bẫy. Hiện nay cái tình trạng mà các bạn trẻ bị sập bẫy lên mạng đi tìm việc làm bị sập bẫy rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Những cái trang mà việc nhẹ lương cao, những trang ngồi bấm máy tính phòng lạnh tháng 1-2 ngàn đô, rất nhiều các bạn trẻ sập bẫy. Nên mong rằng tất cả các cô chú anh chị có con em mình hiện nay mà đang trong tình trạng thất nghiệp, đang tìm việc làm, mình hãy chia sẻ cho con em mình hết sức lưu ý và cảnh giác, tránh trường hợp bị sập bẫy của bọn chúng. Đặc biệt những cái chiêu trò của bọn chúng ngày một càng tinh vi hơn, là chúng sẽ đưa ra những cái công việc không phải là bấm máy tính nữa, chẳng hạn như là lơ xe, bốc vác trái cây đó, vân vân và vân vân. Mức lương từ 12 tới 14 triệu. Nên cô chú anh chị hãy chia sẻ cho con em mình. Còn những cô chú anh chị nào mà có con em mình khi mà đã về nhà mà thông báo rằng con mới tìm việc làm trên mạng mà tháng 11, 12 triệu, thì cô chú anh chị hãy chia sẻ cho con em mình và hãy kêu con em mình là ngừng ngay lập tức. Bởi vì đó là những cái thủ đoạn lừa đảo, chiêu trò. Còn những cái bạn trẻ nào mà muốn tìm việc làm hiện tại mà để cái mức lương cao thì mình hãy suy ngẫm, suy nghĩ lại. Mình hãy nhận xét cái bản thân của mình, cái trình độ, năng lực tới đâu, cái khả năng của mình, xem là cái đồng lương đó mình nhận đã xứng đáng hay chưa. Bây giờ trình độ không có, năng lực thì không, mà mình cứ đòi làm cái mức lương tháng mười mấy triệu thì ở đâu ra. Mình chịu khó đi, mình làm những cái mức lương 6, 7 triệu, 7, 8 triệu, cái mức thu nhập như vậy cũng tốt rồi. Cuộc sống thì nhiều tiền thì mình xài nhiều, mà ít tiền mình xài ít. Tránh cái trường hợp bị lừa, lừa rồi thì thật sự nước mắt chan cơm. Và đặc biệt các bậc phụ huynh có con em mình độ tuổi 13, 14, 15 tuổi như gia đình của anh trai đây, đặc biệt là các bé gái, khi mình cho con em mình chơi điện thoại mình phải hết sức lưu ý, mình phải xem xét cũng như là quản lý chặt chẽ. Mình xem con em nhà mình chơi trang mạng gì, nền tảng gì, mối quan hệ ra sao để mình có cái lời khuyên, lời giải thích cho con. Trường hợp con còn nhỏ mình nói chưa nghe thì mình phải nhỏ nhẹ mình giải thích từng chi tiết một để cho con em mình hiểu. Tránh trường hợp là con em mình nghe theo lời bạn bè để rồi gặp những cái điều không tốt, đó là cái điều thật sự rất đáng buồn. Em rất mong rằng cô chú anh chị xem video này, chia sẻ lan tỏa, cũng như là cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp anh trai tìm kiếm được con một ngày gần nhất và nhanh nhất có thể. Dạ con xin phép chào cô.
Chào chị gái, cô có thể giới thiệu cô tên gì? Tôi xin giới thiệu là tên Nguyễn Thị Quấn. Cô Huế. Quế. À, Quế. Quế hả? Cô Quế là quê quán ở đâu đây cô? Quê ở phường Hòa Phú, đường số nhà 47, đường 40, khu 5. Tỉnh nào cô? Tỉnh Bình Dương. Là cô ở Bình Dương đúng không ạ? Dạ. Hôm nay cô về đây cùng với ai đây? Về đây em này là cháu. Cháu, vậy là hai cô cháu hả? Hai dì cháu. Hai dì cháu, dạ. Hai dì cháu hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ chuyện gì đấy cô? Giúp đỡ cho thằng con trai cho tôi là thằng con trai của tôi nó đi bữa tối bữa bãi đến nay không có về nhà. Tìm con đúng không cô? Tìm con. Con trai của cô họ tên đầy đủ là gì? Họ tên nó là Lê Thanh Phương. Lê Thanh Phương. Dạ. Em nó nhiều tuổi rồi cô? 44 tuổi. 44 tuổi ạ? Ô, 44 tuổi sao cái hình này nhìn trẻ vậy cô? Tuổi già là 81. À, 81. Dạ. Tại con thấy cái hình trẻ quá, con tưởng ít tuổi. Dạ. Nó mà nó đen lắm mà cái hình này mới chụp đây. Cô là người địa phương, là dân gốc Bình Dương luôn hay như thế nào? Dạ. Con trai của cô á, anh á là bỏ đi ngày nào cụ thể cô? Chiều thứ bảy này nè. Thứ bảy là ngày mấy cô hả? Là ngày 30 Tây. Tối 30 Tây là nó đi khoảng 6 giờ mấy á. Nó đi với hai thằng nhỏ nhỏ khoảng 14 tuổi ở trọ. Hai thằng đó đi xuống chỗ cái cầu Phú Cường á. Dạ. Thằng con trai là chạy theo. Đi đường cây trơn quẹo xuống đi viết ra cầu Phú Cường qua tới chân cầu á. Đi lên chỗ công an đó thấy hai. Cái này là lời khai của hai thằng đó nha. Dạ. Cái thằng trai mới kêu thằng này đi mua thuốc. Cái mua thuốc quanh lại cái hai thằng đó mới biểu thằng con trai đi về. Đó, đi khoảng 15 hoặc là nửa tiếng. Cái thằng con trai mới quanh lại kiếm hai thằng này. Cái thằng này thấy thằng này quanh lại. Mà thằng này không thấy. Cái thằng này nó quẹo xe nó chạy là nó mất luôn. Là hai cái thằng nhỏ này chạy theo nó là giết. Con trai của cô có được bình thường không? Nó bình thường như mình mà nó canh điếc không biết nói. À. Từ nhỏ giờ là nó không biết nói luôn. Thế là anh trai này là có bị bệnh câm điếc. Ừ. Từ nhỏ luôn hả cô? Từ nhỏ giờ. Con trai của cô có gia đình không cô? Có vợ con gì không? Chưa. Chưa có vợ con hả? Chưa. Tính tình như thế nào? Nó hiền lắm, bữa đó ăn cũng thương nó mà nó giỏi lắm. Có làm được công việc gì không cô? Làm việc gì ạ? Nhổ cỏ, là chặt củi, giỏi lắm. Tức là làm việc ở nhà giúp gia đình thôi. Còn chưa có đi làm việc kiếm tiền được đúng không ạ? Vậy là con của cô là ở chung với gia đình nhà mình luôn hay như thế nào? Cô được nhiều con không? Thằng đó là lớn, có nhà em, nó là có chồng, có đứa con rồi. Vậy là có hai anh em. Hai anh em. Trước giờ con trai của cô đã từng bỏ nhà đi như lần này chưa? Chưa lần nào bỏ nhà hết. Mà nó đi đâu, nó đi một chút, nó về, chứ nó không có ở lâu, không có ở qua đêm như vậy nữa. Vậy là được hai hôm rồi cô ạ? À, hai hôm. Hôm nay mùng hai rồi. Hai ngày nữa là hai ngày. Cô đi tìm ở nơi nào rồi cô? Đi hôm qua là đi qua năm cây đèn cày Phú Mỹ á. Dạ. Cái đi vào mấy cái quán nó thường cũng cà phê á. Dạ. Không biết không có, không nó có qua đây người ta nói thăm. Cái đi qua chỗ cầu mới á, chở cái thằng này đi chung nó. Cầu mới Hoa An Biên Hòa hả cô? Cầu mới bên Phú Quý này nè. Cầu Phú Cường. Cầu Phú Cường. Dạ. Chở mấy thằng đó đi chung á, cái nó chỉ điểm chỗ đó vậy á. Vậy là tới cầu là mất tích. Tới cầu mất tích luôn. Rồi đi qua tới bên chỗ Bình Mỹ cũng không thấy luôn. Con trai có bao giờ đi xa nhà vậy không cô? Không. Chỉ vòng vòng ở xung quanh nhà. Xung quanh nhà thôi, tối rồi nó vòng vòng nhà trọ cho chút cái nó vô nó ngủ. Hai cái bạn kia là hai bạn kia là ở trọ. Nhỏ không ạ? 14 tuổi á. Nhưng mà nói chuyện con trai nhà mình có hiểu không? Hiểu. Hay là ra dấu? Nó thường đi chung là nó ra dấu là người ta mình hiểu á. Hai bạn kia là con nói chuyện bình thường không ạ? Nói chuyện bình thường. Chỉ có con trai nhà mình là bị bệnh câm điếc thôi đúng không ạ? Tính cách là có vui vẻ hòa đồng không cô? Nó vui lắm, ở đó nó phương mấy đứa nít lắm, nó cho tiền biết rồi. Có hay đi chơi vòng vòng với mấy đứa nhỏ không cô? Có. Với lại ở đó cũng có thằng đó nó bị gì? Bị như xì ke đó. Mới 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 bắt nó vô tường á, cái cửa hàng nó ra.
cái bữa hôm qua mình hỏi nó cũng hai hai đứa chơi với thằng này nè, cái mình hỏi nó chứ giờ biết thằng Lợn ở đâu, nó không biết, hồi hôm giờ con không đi chung. Nhưng mà bữa trước là khoảng 12 giờ có hai lại chơi 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 với thằng này nè, rồi cái thằng con mình mới đi theo thằng đó, rồi cái thằng đó là biểu biểu lái xe chở đi, cái thằng Minh đó đó mới 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 lại thằng con nói tụi bay 11 12 giờ để kiếm đi đâu, Tức là khung giờ đấy là giờ ban đêm hả cô? ban đêm luôn. 12 giờ đêm. Nó phi lơ phi lắc mà tụi bay dắt nó đi đâu, thì cái la vậy cái không dắt cái qua kết thì sao nữa là nó mất luôn. Cái thời gian sau là con trai mình đi vào khoảng thời gian nào, khung giờ nào? Từ mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ mấy tối, 6 giờ mấy chiều là 18 giờ mấy đúng không đúng cô? đúng rồi, là đi chung với hai thằng uống cà phê đó, hai thằng dắt mà dắt xuống cầu mới đó, Xuống cầu Phú Cường. Phú Cường đó, rồi cái hai thằng kia đi về khoảng 8 giờ mấy mà giờ nó cũng tối Vậy gì là đâu. đi ba mà về có hai người. Đúng rồi Cô hỏi hai cái bạn đấy thì hai bạn đấy nói chuyện như thế nào? đó, thì nó cởi tình nghe vậy thì đi dắt xuống đó, là nó biểu con mình đi về, tụi nó ngồi uống nước vậy đó. Rồi con mình đi đá rồi quay lại rồi cái quay lại cũng chưa gặp mấy ngày cái nó đẹp xe nó đi lên luôn là nó đi về luôn, mà sao không Con nhà mình đã đi là mang theo những thứ gì đi cô? có chiếc không ra Biển số bao nhiêu ạ? mình xe gì giờ không thấy tin tức nữa. Để con xem nào. 61AA 01290. Xe màu màu sơn là màu xám. Xe này là xe Honda, mà xe này là xe quay 50, à quay Xe cái thế giống hồi đó cúp đúng không cô? Xe cúp này. cái cúp Dạ. Dung tích xi lanh là 4950 hả cô? Vậy là đi cho tới này. Con trai nhà mình hôm đó đi là mặc quần áo màu gì cô ha? cái áo trắng mà sọc xanh vậy, Áo trắng sọc xanh. cái quần đùi luôn, Quần đùi. Nước da là ngâm ngâm hả cô? da đen, nó đen Đầu tóc là có gọn gàng như vậy không cô? mình này mới chụp mấy tháng nay Dạ. Cô đang lo sợ điều gì đấy cô? nè, không biết nói cái cái thằng đó nó nói là tôi đi từng nó kêu mình nó thì đựng đựng cho thằng cái thằng con mình là chơi chơi chung với thằng đó nữa, coi chừng hai đó nó thấy mình có tiền đó, nó đi biểu con mình về lấy tiền đó. Cái thằng mà ở kế cái Thôi trước mắt bây giờ là mình phải lo cái việc tìm kiếm con trước đi đã. Còn cái chuyện đó mình cứ tính sau đi. Hiện tại bây giờ anh trai này đi đâu làm gì như thế nào gia đình nhà mình chưa biết và chưa có một cái thông tin gì. Thì gia đình rất lo lắng. Cô hãy nói một cái điều gì đó với con của cô. Nhưng mà chắc con của cô là không nói không ấy được thì cũng hơi khó ha. Thì cô hãy nói một cái lời nào đó, cô nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp gia đình nhà mình tìm con về đi. Cô nói đi. Thì bây giờ tôi cũng đến đây cũng nhờ cộng đồng mạng tất cả các anh em chị em giúp tôi tìm được con, Dạ. tôi xin cảm ơn nhà mạng. Chị gái có điều nào mình muốn chia sẻ không chị gái? Chị là gọi anh bằng anh hay là gọi như thế nào? Chị có lời nào chị muốn chia sẻ và nhờ tất cả cô chú anh chị giúp đỡ gia đình nhà mình tìm anh trai mình về không? Thì bữa nay mình đến đây mình chỉ là vì mình nói chung là gia đình rất là mong mỏi để mà tìm thấy được anh ha, vì thí dụ như là cái vấn đề gì đi chăng nữa nhưng mà cũng mong được là tìm thấy được anh, Dạ. là nhờ mọi người với lại nhờ ở đây với lại nhờ gia đình tất cả mọi người trên cộng đồng mạng biết là thấy anh ở đâu á thì chỉ giùm gặp mình, nói chung là như thế nào cũng được miễn sao phải tìm thấy được anh là được. Dạ. Mình nói chung là gia đình thì rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị có thấy anh trai như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của anh trai cũng như là giúp anh trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì cái sự việc của cô cũng như là của chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ giúp gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nhá cô nhá chị nhá. Hôm nay là hai chị cháu về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con.
thì cô cũng như là chị gái có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình về cho gia đình không ạ? Cô đồng ý không? À, cuối video thì con thay mặt anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai cô sẽ quay trở về một ngày gần nhất nhé. Xin phép chào cô, chào chị, em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.